con SA Kai ha, 710. Con này thì mặt mũi còn rất là mới luôn, chạy full chức năng rồi, đoạn nhạc lay volume. Dòng sông hương con trôi, vầng trăng giữa con soi, sao không thấy anh về thăm anh ơi. Câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu, giờ anh núi rừng ngàn xa dại dầu. Phím mình chọn chế độ băng nè, độ bay và chọn đầu vào input ha. Đấy. Con này thì sử dụng đầu từ kính siêu bền nên khỏi lo phải mòn đầu từ nha. Đầu từ còn rất là đẹp và bánh ép đều là zin hết. Con này thì mặt nhôm phay. Tất cả các núm nút đều là núm nhôm phay hết nha, bàn phím. Con này là size 44 nha, ngang 44 và hậu nó thì tới 20 mấy lận, 28. Đó, cao thì tầm hơn 10 phân. Mặt trước thì rất là đẹp, vỏ gỗ là vỏ gỗ zin nha. Đó. Máy thâu phát hoàn hảo. Anh em nào quan tâm thì liên hệ em.